Vâng, xin kính chào quý cô chú anh chị. Rất là vui gặp lại quý cô chú anh chị trong video ngày hôm nay ha. Lại là tôi Định Đề Ốc đây. Và hôm nay thì Định đang có mặt tại khu phố 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, quý cô chú anh chị nhé. Hôm nay Định sẽ mang đến cho quý cô chú anh chị mình một căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại. Và căn nhà này thì nằm trên trục đường này quý anh chị. Trục đường này là trục đường liên khu phố 1, 2 của phường Tân Hiệp, quý cô chú anh chị nhé. Thì mình chạy ra đây khoảng 200m là mình sẽ gặp cái tuyến đường Nguyễn Ái Quốc anh chị nhá, tuyến đường Nguyễn Ái Quốc. Và căn nhà mà Định hôm nay giới thiệu đến quý cô chú anh chị là căn nhà này ha. Thì căn nhà này được thiết kế rất là lạ, cỏ mọc rất là nhiều ở trước cửa nhà của mình quý cô chú anh chị nhá. Đây, những cái dây leo này làm cho cái căn nhà của mình nó được dịu hơn ha, nó được nó có cái mảng xanh. Và cái đường trước nhà của mình là đường 5m, hai xe ô tô mình có thể chắn nhau thoải mái ha. Bề ngang của căn nhà của mình á thì có chiều rộng là 4m rưỡi. Và chiều dài của căn nhà mình là 15m quý cô chú anh chị nhé. Thì căn nhà được thiết kế là một trệt hai lầu theo phong cách hiện đại. Xin mời quý cô chú anh chị mình cùng Định đi vào bên trong để khám phá căn nhà này nhé. Thì như quý cô chú anh chị mình có thể thấy là hiện tại là căn nhà này là chưa có cổng đúng không ạ? Thì căn nhà này gia chủ sẽ chừa lại cái cổng để khi mà quý anh chị mình về á, gia chủ sẽ thiết kế cái cổng tặng cho quý anh chị theo mẫu mà quý anh chị mình mong muốn nhé. Đó. Rồi vào không gian bên trong này là mình có một cái sân. Sân này mình đậu được xe ô tô quý anh chị nhá. Bên này thì gia chủ có trồng cây cho quý anh chị này, có gắn đèn cho quý anh chị nhá. Rồi ở trên mái của cái sân của mình á thì gia chủ đi cái bạt che di động ha. Rồi qua bên đây thì gia chủ có chừa cho quý anh chị một cái bể cá bên này nè, bể cá. Rồi trên này là có những cái khu vực trồng cây ở trên này ha. Rồi vào khu vực bên này thì gia chủ có chừa cho quý anh chị mình những cái ô để mình về mình làm những bức tranh ở đây nhé. Bức tranh hai bên đều có ha. Và đây là cái không gian cửa chính của căn nhà của mình quý cô chú anh chị. Thì cửa chính của mình bằng gỗ quý anh chị nhé. Thì đây này có khóa thông minh quý anh chị nhé. Khóa thông đó quý anh chị thấy không ạ? Khóa thông minh bằng số ha. Khóa thông minh bằng số này. Đó. Rồi có khóa vân tay nữa quý anh chị nhé. Đó. Trên cái khóa này có camera cho quý anh chị luôn. Đó. Rất là thông minh hiện đại đúng không ạ? Và cửa của mình là cửa gỗ này, cửa bốn cánh ha. Đó, nhìn rất là sang trọng. Và mình xin mời quý anh chị mình vào không gian bên trong này để khám phá ha. Thì khi mà bước vào trong này thì quý anh chị mình có thể thấy là một cái phòng khách rất là sang trọng, tất cả các thiết bị đầy đủ rồi quý anh chị nha. Và ở đây thì đang còn thiếu một cái bộ sofa đúng không ạ? Bộ sofa này thì gia chủ sẽ tặng cho quý anh chị khi mà quý anh chị mình mua nha. Đó, có một bức tranh mã đảo thành công bằng gỗ, rất là sang đúng không ạ? Rồi ở bên này thì có cái cầu gầm, bên dưới gầm cầu thang thì gia chủ có làm cho chị những cái tủ để mình để đồ ở đây ha. Có một cái bức tranh, có một bức tượng ông Trần Quốc Tuấn đó. Rồi bên này thì tủ kệ tivi, bên này có cái tủ tivi rất lớn nè, có những cái bộ loa cho quý anh chị này, hai cái loa đứng, rồi có một cái loa nằm ngang đây. Dưới này thì có những cái ngăn tủ ha. Đó, bên trên thì có bốn bức tranh này, còn ở đây là cầu giao tổng, CP tổng của căn nhà mình nhé. Đó, trên trần á, thì gia chủ nắp cho quý anh chị một cái quạt trần, cái quạt này có tích hợp đèn nhé. Rồi trần được mắt được dát vàng này, rồi trần trật cấp những cái hoa văn họa tiết rất là đẹp đúng không ạ? Và tiếp theo thì xin mời quý anh chị mình ra cái không gian đằng sau này nhé, khu vực này cầu thang ha. Rồi ra không gian đằng sau này thì mình có một cái không gian bếp rất là rộng quý anh chị này. Bếp rất là rộng. Gia chủ có chừa cho quý anh chị một cái quầy bar ở đây này. Đó, một cái quầy bar ở đây ha. Mình có thể để đồ ở đây, rất là thuận tiện. Và quầy bar này thì mình có thể gấp lại gọn gàng ha. Đó, xuống dưới khu vực này nha anh chị. Xuống dưới khu vực này thì mình có một cái tủ này. Tủ đứng ở đây ha. Có một cái tủ đứng ở đây rất lớn. Đó, toàn bộ quý anh chị có thể thấy là tủ bếp trên, tủ bếp dưới rất là lớn đúng không ạ? Ở đây có những cái ngăn cho quý anh chị mình để đồ này, tủ bếp này. Rồi khu vực này thì mình có là cái bồn rửa này, tủ chén của anh chị ở đây nhá, tủ chén ở đây. Đó, toàn bộ ở đây là gỗ tự nhiên hết quý anh chị nhá, gỗ tự nhiên hết này. Đó, có bếp từ cho quý anh chị rồi này, bếp từ này. Đó, rồi quạt hút ở đây quý anh chị này, đầy đủ hết rồi ha, gỗ tự nhiên hết, rất là chắc chắn đúng không ạ? Rồi, ở vị trí này thì quý anh chị mình có thể thấy là gia chủ có tặng cho quý anh chị một cái tủ lạnh rất lớn nhá, tủ Samsung ha.
side by side rất lớn, có cái hộp vật dụng dụng cụ y tế cho quý anh chị ở đây này. Và mình có một cái nhà vệ sinh ở đây quý anh chị nhé, nhà vệ sinh tất cả các thiết bị vệ sinh đầy đủ hết rồi. Cửa thì là cửa nhôm sinh pha kính mở ha. Và bên ngoài này thì mình cũng có một cái kho nhỏ ở đây anh chị nhé, có một cái kho nhỏ mình bỏ đồ ở đây ha. Đó, và tiếp theo để xin mời quý anh chị mình lên không gian trên tầng xem ở trên nó có gì nhá. Cầu thang của mình là quý anh chị, cầu thang là có hai cái trụ gỗ rất lớn ở đây, tay vịn gỗ này. Còn ở đây là có cái bằng sắt cho quý anh chị nha, sắt và CNC cho quý anh chị nhé. Còn vắt mặt cầu thang á, là bằng đá hoa cương rất là sạch sẽ. Ở đây là có đèn. Bên khu vực ở trên này á, thì quý anh chị có thể thấy là nhà mình á, thì chủ nhà có gắn wifi cho quý anh chị hết rồi. Khu vực này là CB điện nhé. Và ra khu vực đằng trước này thì quý anh chị mình có một cái phòng master ở trên đây nhé. Một cái phòng master ở đây quý anh chị có thể thấy này, những thiết bị vệ sinh rất là sang trọng đúng không ạ. Có một cái bồn bồn tắm ở đây cho quý anh chị này, vòi sen nước nóng lạnh này, có cái ô để anh chị mình lấy không khí, lấy gió trời này. Rồi bồn vệ sinh, lavabo, có những cái hộp tủ cho quý anh chị mình để đồ ở đây, để khăn ở dưới này nhá. Có một cái hộp tủ ở đây tích hợp gương cho quý anh chị luôn này, đó cho anh chị mình để đồ ở đây nhá. Và đặc biệt là trong đây thì đừng thấy là những cái thiết bị rất là sang, gạch ốp tường á anh chị có thể nhìn nó à, một cái phong cách rất là sang trọng đúng không, và được ốp lên tới trần luôn, rất là sạch sẽ trong quá trình mình sử dụng quý anh chị nhá. Và cửa của cái phòng ngủ của mình là cửa gỗ luôn này. Đó, tiếp theo thì xin mời quý anh chị mình vào trong này. Thì trong này thì phòng ngủ này chưa có giường quý anh chị nhá, và sàn này trong phòng ngủ này là sàn gỗ nhá, sàn gỗ có đèn cho quý anh chị này, rồi máy lạnh có rồi này, trên trần thì có đèn, rồi có đèn ngủ cho quý anh chị ha, có rèm này. Và mình có một cái ban công này trước này rất lớn quý anh chị này. Ban công này thì gia chủ cũng trồng cây cho quý anh chị rồi ha, có hai cây cột hai bên rất lớn. Mình có một cái đèn đèn trần ở trên này, và quý anh chị mình có thể thấy là mình đứng đây mình nhìn ra khu vực xung quanh rất là thoáng ha. Và căn nhà này thì quý anh chị có thể thấy khung giờ mà định quay là vào buổi chiều nhá, cho nên cái căn nhà của mình anh chị thấy là rất là mát. Căn nhà này hướng đông quý anh chị nhá, hướng đông rất mát. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị mình vào cái không gian phòng ngủ thứ hai ha. Thì phòng ngủ này thì cũng cửa gỗ này quý anh chị, và ở đây là mình có một nhà vệ sinh quý anh chị này. Nhà vệ sinh thì nhà vệ sinh này thì tất cả các thiết bị vệ sinh cũng đầy đủ rồi nè, có cái ô để anh chị mình lấy gió trời này, gạch cũng được ốp từ sàn lên tới trần nhá, rất là sạch sẽ, có vòi sen rất là sang trọng ha. Cửa nhôm sinh pha kính mờ này, và không gian này là phòng ngủ của quý anh chị, không gian ngủ ha, có bàn trang điểm, bàn học cho quý anh chị này, rồi có một cái giường ở đây sẵn này, tủ này, tủ quần áo cho quý anh chị này. Đấy, tủ cũng không quá lớn đâu quý anh chị, nhưng mà nó cũng vừa phải thôi. Rồi trên trần thì có đèn cho quý anh chị này, đèn trần, đèn ngủ cho quý anh chị này, có bức tranh đây ha, có cửa sổ cho quý anh chị bên này nhá. Đó, rồi ở bên này thì cũng có một cái cửa sổ ra cái chỗ cầu thang cho quý anh chị này, rất là thoáng ha. Đó, rồi và trong phòng này thì cũng có máy lạnh cho quý anh chị rồi nhá. Đó, rất là đầy đủ tất cả các thiết bị rồi quý anh chị ha. Và tiếp theo thì xin mời quý anh chị mình lên không gian ở trên tầng xem ở trên nó có gì nữa nhá. Như quý anh chị có thể thấy là khu vực cầu thang của mình thì gia chủ có chừa trong quỷ một cho anh chị một cái giếng trời ở trên, và có cái quạt điều hòa cho quý anh chị ở trên luôn nhá. Và khu vực này thì ở trên tầng quý anh chị, trên tầng này thì mình có thêm một cái phòng ngủ bên này ha. Phòng ngủ này thì cửa cũng là cửa gỗ này, tất cả các phòng ngủ đều là cửa gỗ ha. Rồi nhà vệ sinh của mình ở đây, cửa nhôm sinh pha kính mờ, nhà vệ sinh tất cả các thiết bị vệ sinh đầy đủ, gạch được ốp lên tới trần ha, sạch sẽ. Rồi không gian bên này là phòng ngủ của quý anh chị. Và phòng ngủ này thì cũng tất cả các thiết bị đầy đủ hết rồi này, giường, tủ, đèn, rồi cửa sổ bên này, và cũng có máy lạnh cho quý anh chị rồi nhá, rất đầy đủ. Bên này cũng có cửa sổ này. Đó. Rồi, ra không gian đằng trước con này thì mình có một cái khu vực để quý anh chị mình tập thể dục này. Gia chủ cũng gắn cho quý anh chị tất cả các dụng cụ này ha. Rồi bên này thì là cái khu vực gia chủ sắm cho quý anh chị một cái cây phơi đồ này,
cái sao với đồ, rồi có máy giặt này. Rồi ở trên này thì mình có một cái cầu thang để mình đi lên trên sân thượng quý anh chị nhá. Lên sân thượng, ở trên đó là sân thượng đổ luôn quý anh chị nhá, đổ bê tông luôn. Rất là chắc chắn. Và ở đây là mình có một phòng thờ quý anh chị này. Phòng thờ ở đây, đó. Và đây cũng có rèm cho quý anh chị. Và đằng trước này mình có thêm một cái ban công quý anh chị nhá. Có trồng cây cho quý anh chị này. Đó, nhìn buổi chiều mà rất là mát mẻ, rất là thoáng đúng không ạ? Vâng, và vừa rồi thì quý cô chú anh chị đã cùng Định đi tham quan một vòng cái căn nhà này rồi nhá. Thì Định xin nhắc lại tổng quan cũng như là cái thông tin chi tiết của căn nhà này để quý cô chú anh chị mình có thể hiểu và nắm một cách chi tiết ha. Thì căn nhà này tọa lạc tại khu phố 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai quý cô chú anh chị. Cái đường trước nhà của mình á, là đường 5m, hai xe ô tô có thể tránh nhau thoải mái. Và anh chị đi thẳng cái đường này ra á, thì khoảng 200m là mình sẽ tới cái tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, một tuyến đường rất là trung tâm và huyết mạch của cả thành phố Biên Hòa quý anh chị ạ. Thì căn nhà này có cái diện tích đất á, là ngang của mình là 4.5 và chiều dài là 15m, thì sổ hồng riêng full thổ cư quý cô chú anh chị nhé. Và căn nhà này được thiết kế là một trệt và hai lầu. Thì căn nhà có cái sân trước mình đậu xe hơi, phòng khách, rồi dưới này thì phòng bếp và một nhà vệ sinh. Còn căn nhà này có 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh quý cô chú anh chị nhé. Gia chủ sẽ tặng lại toàn bộ những cái nội thất mà trong video ngày này hôm nay được quay, thì gia chủ sẽ tặng lại toàn bộ cho quý cô chú anh chị nhé. Và gia chủ sẽ làm cho quý anh chị một cái bộ, thêm một bộ cổng theo mong muốn của quý cô chú anh chị. Và cái bộ sofa thì gia chủ sẽ tặng thêm cho quý cô chú anh chị khi mà mình về mình mua cái sản phẩm này nhá. Thì căn nhà này hiện tại là gia chủ đang mong muốn với cái mức giá là 6.200.000.000 quý anh chị nhá. Quý anh chị nào cảm thấy cái sản phẩm này nó phù hợp với mình, hay là quý cô chú anh chị nào xem video có cái quan điểm gì về căn nhà này, về sản phẩm này, thì hãy để này cái quan điểm của mình ở bên dưới phần bình luận để Định có được cái cơ hội học hỏi cũng như là giao lưu cùng quý cô chú anh chị ha. Và Định có nhận hỗ trợ review mua bán cũng như là làm giấy tờ pháp lý bất động sản ở thành phố Biên Hòa. Quý cô chú anh chị nào cần hỗ trợ thì liên hệ với Định nha. Và quý cô chú anh chị ơi, đừng quên like và cho Định một đăng ký kênh để Định có thêm động lực cũng như là thường xuyên ra thêm nhiều video, nhiều căn nhà đẹp hơn để gửi đến quý cô chú anh chị trong những video sắp tới nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở trong những video tiếp theo.